đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ngân Khánh tổ chức tiệc sinh nhật trên du thuyền sang chảnh, hội bạn thân toàn mỹ nhân tề tựu. Lê Phương, Trương Quỳnh Anh, Dương Cẩm Linh đều góp mặt đông đủ trong tiệc sinh nhật của Ngân Khánh. Trên trang cá nhân, Ngân Khánh vừa chia sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật của mình cùng những người bạn. Năm nay, cô tổ chức hẳn trên du thuyền sang chảnh. Hội bạn thân của nữ diễn viên đã tề tựu đông đủ như Lê Phương, Dương Cẩm Linh, Trương Quỳnh Anh. Hầu như tất cả đều đã trở thành mẹ bỉm sữa, riêng Ngân Khánh vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên chồng Việt Kiều. Nữ diễn viên chia sẻ, sinh nhật mình mời mọi người buổi tối, nhưng mọi người surprise mình buổi trưa, có tâm quá mà. Bình thường tôi surprise người khác nên tôi hay nghi ngờ người ta surprise lại mình, vậy mà tôi vẫn bị surprise như thường. 4 năm mới chính thức là một buổi tiệc với những người thân yêu, không ngờ lại vui và trọn vẹn đến vậy. Cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người vì đã cho Khánh một ngày đủ đầy như thế, ấm áp và hạnh phúc đong đầy. Chỉ mong rằng dù có đi những con đường khác nhau, nhưng chúng ta vẫn luôn gặp nhau tại giao lộ bùng binh như vậy nha. Theo chia sẻ của Ngân Khánh, đã 4 năm rồi cô mới chính thức làm một bữa tiệc sinh nhật. Vì suốt 4 năm qua, cô miệt mài ở Singapore để theo học khóa học về đạo diễn nghệ thuật. Công việc học khá bận rộn khiến cô từ bỏ cuộc sống của một ngôi sao để bắt đầu trau dồi kiến thức, phát triển hơn cho nghề nghiệp của mình sau này. Nhìn loạt ảnh trong tiệc sinh nhật, Ngân Khánh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô vẫn giữ được sự trẻ trung, quyến rũ dù đã ở tuổi 36. Bên cạnh đó, hội bạn thân của Ngân Khánh cũng không kém cạnh khi khoe nhan sắc rực rỡ dù đã là những bà mẹ bỉm sữa. Lại về kênh tin giải trí, đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới mỗi ngày. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé.